gia đình nhà mọi người đang sử dụng một dòng điều hòa có cái thiết kế cái hình dáng như cái điều khiển này của Blaslick, thì đây sẽ là clip hướng dẫn. Và đây là dòng điều hòa inverter cao cấp của Blaslick trong năm 2021 và tiếp tục bán nhiều trong năm 2022. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng cái dòng điều hòa này nhé. Đấy, để có thể sử dụng thì đầu tiên là mọi người nhớ là mua pin xịn lắp đặt cho điều khiển, và lưu ý là đừng mua pin đều, mua pin ở quán tạp hóa thì pin nó sẽ không được chất lượng. Các bác dùng về lâu về dài thì nó sẽ hay bị chảy nước và gây hoen rỉ han ố tại khu vực này và rất dễ bị là hỏng điều khiển. Điều khiển này thì nó khá là đắt tiền nên là mọi người lưu ý là nếu mà không mua pin xịn thì rất là dễ hỏng. Thì dòng điều khiển điều hòa mới của Panasonic thì có một cái lắp trượt đây, nên là cái lắp này nó không có quá là dày dặn, nên là lưu ý là tránh xa tầm tay trẻ em, nhiều khi mở quá tầm tay nó sẽ bị gãy, sẽ bị trượt. Và không có lắp đậy như vậy thì quá trình dùng tay bẩn, có bụi bẩn hay nước nó sẽ bám vào cái khu vực phím nhựa này thì rất là dễ bị hỏng, dễ chập chờn, nên là lưu ý cái vấn đề đó. Thì để có thể sử dụng được thì cái màn hình của nó sẽ hiển thị chữ off, thì dùng thì mọi người ấn on nó lên. Ban đầu có chữ E Auto X này, chức năng này thì nó sẽ có tác dụng trong quá trình mà mọi người sử dụng. Khi mà phòng quá nóng thì có thể bật ngay tính năng này lên, nó ngay là lập tức làm mát nhanh cho căn phòng. Thì để có thể điều chỉnh thủ công thì mọi người sẽ lựa chọn vào phím mode ở bên dưới E Auto X. Khi ấn mode thì nó sẽ hiển thị ra chức năng cool là chức năng làm lạnh này, dry là hút ẩm này, E Auto X ban đầu thì sẽ có hai chức năng chính. Con này là con làm lạnh thôi, không có cái tính năng sưởi ấm như cái clip trước em hướng dẫn. Thì mọi người cứ ấn điều chỉnh tại đây, về đi làm về mà muốn phòng mát nhanh ấn E Auto X, sau khi mát rồi thì ấn mode chuyển sang chế độ cool, và khi này thì có thể tăng giảm nhiệt độ. Đấy, tăng giảm nhiệt độ tại đây, nó giảm lửa độ 1. Thường thì mọi người không nên để quá thấp, chỉ để cái nhiệt độ nó không quá chênh so với cả cái nhiệt độ không khí bên ngoài từ 5 đến 7 độ. Và lựa chọn xong cái nhiệt độ thì sẽ lựa chọn đến cái tính năng tốc độ của quạt gió. Tại đây thì nó sẽ có các mức như quiet fan tăng dần này, nó sẽ có mức auto là tự động này, quiet là im lặng này, fan là một vạch đen là rất nhỏ này, tăng dần lớn dần cái tốc độ gió thổi ra từ dàn mát trong cái căn phòng của một gia đình. Đấy, thì mọi người có thể tùy chỉnh thủ công, cảm nhận đứng trước điều hòa, cảm nhận cái tốc độ thổi gió ra đã phù hợp hay chưa thì có thể lựa chọn. Sau khi đã lựa chọn đủ cái tốc độ quạt rồi thì mọi người sẽ lựa chọn cái cánh gió. Cái cánh gió ở đây thì sẽ có hai phím, là phím trên và phím dưới, điều hướng trái phải và lên xuống. Thì tại đây mọi người sẽ lựa chọn này, sang trái sang phải, hoặc hai cánh gió cùng hai bên. Đấy, hoặc là tự động, auto hoặc tự động. Cánh gió trên, đấy, sát trần, thấp dần, mỗi một lần ấn thì nó sẽ thay đổi cái cánh gió ở đây. Đấy, thì sẽ điều chỉnh làm sao cho cái phù hợp nó thổi. Các chức năng như Eco Sleep, Sleep là trong cái quá trình mọi người dùng cho căn phòng ngủ, khởi động cái tính năng này lên thì nó sẽ thổi gió và làm lạnh dễ chịu trong cái trường hợp là buổi đêm khi mà nhiệt độ nó đã đủ rồi thì nó sẽ không thổi liên tục, nó sẽ thổi xong bật. Còn chế độ Eco là chế độ tiết kiệm điện thì có thể khởi động cái tính năng này lên. Còn các chức năng như time off, hẹn giờ thì mọi người sẽ điều chỉnh cái thời gian, sau đó thì lựa chọn time on, time off, rồi lựa chọn cái thời gian. Đấy, bao giờ nó bật, bao giờ nó tắt thì ấn set là ok. Đấy, đơn thuần là như vậy. Dòng điều hòa mới của Panasonic điều khiển thế hệ mới trong năm 2021 và 2022. Cảm ơn mọi người.